Xuất khẩu dệt may của Việt Nam vào Australia mỗi năm chỉ đạt con số khiêm tốn khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Với mục tiêu đạt được mức tăng trưởng trên dưới 10% một năm, ngành dệt may Việt Nam cần tập trung vào khai thác tốt thị trường trong khối CPTPP, trong đó có Australia. Tại hội thảo thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Australia trong bối cảnh hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, trong bối cảnh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP được ký kết, Việt Nam và Australia có nhiều triển vọng trong hợp tác tăng trưởng kim ngạch thương mại, trong đó có lĩnh vực dệt may. Vì vậy, cần đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại thông qua các hoạt động kết nối giao thương, hội trợ triển lãm, hình thành các chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp dệt may của hai bên, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ thế hệ mới để thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0. Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào khối CPTPP đạt trên 4,8 tỷ đô la Mỹ, chỉ chiếm 9,07% thị phần. Vì vậy, tiềm năng phát triển xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam vào khối CPTPP nói chung và thị trường Australia nói riêng là rất lớn.